Hà Nội FC sẽ làm khách trên sân của Hải Phòng ngày V-League quay lại. Đây được coi là trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 3 mùa bóng năm nay bởi những gì cả hai đội thể hiện trong suốt hơn 10 năm đối đầu đã qua. Hãy cùng điểm lại những điểm nhấn đáng chú ý ở cặp đấu này. 1. Hai đội ở hai đầu bảng xếp hạng. V-League 2021 khởi đầu với rất nhiều bất ngờ thú vị và một trong số đó là thành tích của Hải Phòng và Hà Nội FC. Ngay ngày ra quân, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm với tư cách đương kim Á quân đã nhận thất bại đậm 0-3 trước ứng cử viên xuống hạng mùa trước là Nam Định. Trên sân hàng đẫy, một đội bóng đua trụ hạng mùa trước khác là Hải Phòng FC đã đánh bại nhà đương kim vô địch Viettel với tỷ số tối thiểu. Cứ tưởng bất ngờ để nó sẽ kết thúc, nhưng Hà Nội FC ở vòng 2 đã để BKM Bình Dương ngược dòng thành công với tỷ số 2-1 ngay tại hàng đẫy, đẩy đại diện thủ đô xuống đáy bảng xếp hạng với hai trận toàn thua. Trong khi đó, đội bóng đất cảng được trở về sân nhà và đánh bại Nam Định với tỷ số 3-2 để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Dù vòng 3 V-League 2021 đã diễn ra hai trận đấu, nhưng vị trí của thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn vẫn không thay đổi. Trong trận đấu trên sân Rạch Chay tới, Hải Phòng chắc chắn muốn có 3 điểm để nối dài mạch hưng phấn và xây chắc thêm vị trí top 1 của mình. Ở chiều ngược lại, Hà Nội cũng đang rất khát khao có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải để vượt lên và tìm kiếm tấm vé ở lại top 6 sau giai đoạn 1. 2. Hà Nội áp đảo số trận thắng. Từ năm 2009, khi Hà Nội FC lần đầu tiên lên chơi tại V-League tới thời điểm hiện tại, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 23 lần ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Trong những lần đối đầu đó, đại diện thủ đô áp đảo hoàn toàn đối thủ về số trận thắng và cả số bàn thắng ghi được. Cụ thể, ở những lần đối đầu trong hơn 10 năm qua, Hà Nội TNT trước kia và nay là Hà Nội FC đã giành tới 15 chiến thắng, trong khi Hải Phòng chỉ được hưởng niềm vui chiến thắng 4 lần, hai đội hòa nhau 4 lần. Văn Tuyết và các đồng đội đã ghi đến 40 bàn thắng vào lưới Hải Phòng, trong khi đó, con số của đội bóng đất cảng chỉ là 23. Hoàng Vũ Samson là chân sút vĩ đại nhất V-League, có phần lớn sự nghiệp của mình thi đấu trong màu áo của Hà Nội FC. Anh cũng là người ghi nhiều bàn thắng nhất mỗi khi hai đội đối đầu với 12 pha lập công. Tuy nhiên, mọi số liệu chỉ để nhằm mục đích thống kê. Ở thời điểm hiện tại, phong độ thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đang là cao hơn rõ rệt và vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chính là minh chứng. 3. Quang Hải vắng mặt. Trong trận giao hữu với Phú Thọ trước thềm V-League quay trở lại, Hà Nội FC đã không thể tung ra sân Quang Hải và Bruno Cunha do chấn thương. Đây là những bất lợi không hề nhỏ với thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Tuy nhiên, đằng sau đó, họ đã đón sự trở lại của hàng loạt trụ cột. Duy Mạnh, Đình Trọng cùng trở lại để gia tăng tính cạnh tranh cho vị trí trung vệ. Một set cũng đã quay lại để gia cố hàng thủ. Hùng Dũng đã trở lại sau chấn thương mắc phải ở vòng khai màn V-League. Bên phía Hải Phòng, họ mất đi Hữu Phúc và Văn Hạnh do chấn thương. Hoài Dương và Tuấn Tú cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Tất cả đều khiến cho cuộc đối đầu ở vòng 3 V-League 2021 thêm phần hấp dẫn. 4. Trận đấu không khán giả. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Hải Phòng sẽ không đón khán giả ở vòng đấu thứ 3 V-League 2021. Đây là bất lợi rất lớn với đội bóng Hoa Phượng Đỏ bởi họ luôn thi đấu rất hay dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Cổ động viên đất cảng luôn nổi tiếng là những khán giả cuồng nhiệt bậc nhất V-League. Dưới sức ép của hàng vạn cổ động viên trên khán đài, các cầu thủ đội khách sẽ phải vượt qua áp lực rất lớn nếu muốn có điểm để rời Rạch Chay.